Như như thế này chẳng biết được là đi cùng chiều hay ngược chiều, nhưng khả năng đi ngược chiều là cao thôi. Còn không nhưng mà xe máy đi như thế này là cái tốc độ của nó đi khá là nhanh thì nó mới đâm được như thế này. Anh ơi đừng quay em lên. Thì nó mới đâm móp được như thế này, còn không thì nếu mà đi nó đi chậm chậm thì nó không móp được như thế này. Này thì đi viện hết rồi. Biển số là 30V0838, đấy là ô tô. Không biết là nhìn lúc này có mấy người là về ngó biển số đánh đề. Bà con cô bác khi mà về với Hà Nội, chúng ta lưu thông ở trên các tuyến đường thì cũng hết sức là cẩn thận. Như Minh Toàn cũng vừa nghe được cái thông tin ở đây là xe máy là chở hình như là các bạn gái để đi phục vụ các nhà hàng karaoke ấy. Thì ở đây là các bạn gái đấy phục vụ và đâm vào ô tô như thế này thì tình trạng bóp méo như thế này rất là nguy hiểm. Bởi vì là nếu mà tình trạng như thế này thì theo phán đoán cá nhân của Minh Toàn thì xe máy này đi rất là nhanh mà cũng khả năng là đi ngược chiều nữa. Thành ra là quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông cũng như bà con cô bác mà về quê, chúng ta lưu thông ở trên đường Tô Hữu thì cũng rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy thận trọng. Xin chào quý vị và các bạn, xin chào quý bà con cô bác xa quê. Hôm nay Minh Toàn từ làng Vạn Phúc ở Hà Đông đi về, và tiện thể trên đường về thì có một chú ở Vĩnh Kiều muốn Toàn quay lại cái con đường Lê Văn Lương kéo dài. Chính vì thế mà Toàn đang lưu thông trên con đường Lê Văn Lương kéo dài của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ngày nay. Và hiện giờ trên con đường Lê Văn Lương kéo dài vào một ngày cuối tuần mùa hè của Hà Nội thì lượng người lưu thông ở trên con đường này cũng đang rất là ít chứ không có nhiều. Thì ở đây trên con đường Lê Văn Lương kéo dài này thì như các bạn cũng đang thấy là có rất là nhiều cái khu đô thị mới mọc ra, ví dụ như là đi ngược trở lại so với chúng ta đang đi là khu đô thị Dương Nội Hà Đông. Nó nằm ở trên đường Tố Hữu, gần đường Tố Hữu. Và đây như các bạn đang thấy là một số cái nhà liền kề. Đấy. Và trên đường Lê Văn Lương kéo dài này thì mọc ra rất là nhiều quán bia cũng như các cửa hàng. Đặc biệt ở đây là có bia Thu Hằng và bia Mai Hương, là hai quán bia mà có thể nói mùa hè thì hầu như là chật bàn.
Đây, đi hơi thu hàng đây bà con. Và trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài này cũng như bà con cô bác cũng đang nhìn thấy là có một số cái tuyến xe buýt BRT, tức là xe buýt nhanh của thủ đô Hà Nội mà triển khai cách đây là khoảng hơn 10 năm. Bây giờ mới hoạt động cách đây cũng được mấy tháng thôi. Đây trước mặt bà con cô bác là cái nhà chờ của xe buýt nhanh. Thì cái nhà chờ xe buýt nhanh này và cái tuyến đường xe buýt thì cũng gây ra rất là làm tốn giấy mực cho các nhà báo cũng như là các cái trang. Và như bà con cô bác đang nhìn thấy là cũng có những cái tòa nhà mà xây dựng ở trên đường Lê Văn Lương kéo dài này. Đây, những tòa nhà này đang xây dựng. Ở Hà Nội bây giờ là 17 giờ hơn, gần 18 giờ, 18 giờ kém. Mà hôm nay là cái ngày cuối tuần, chính vì thế mà cái lượng người tham gia giao thông cũng không được đông. Còn ở Hà Nội bây giờ thì mến thưa bà con cô bác là cái tình trạng tắc đường xảy ra rất là nhiều. Đường Lê Văn Lương kéo dài này thì là cái đoạn mà Minh Toàn đang đi thì Minh Toàn không có bị tắc. Nhưng mà cái đoạn mà từ đằng xanh đèn đỏ đằng trước mà chúng ta đổ lên thì buổi sáng tầm từ 6 giờ 45 cho đến khoảng 7 giờ 45, tức là trong vòng khoảng 1 tiếng đấy thì đường nó tắc liên tục khoảng 1 km luôn. Và sáng nào cũng như sáng nào luôn bà con cô bác ạ. Và trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài này thì cũng như bà con cô bác đang nhìn thấy là có các cái bãi đất trống, thì ở đây thì có nhiều người đã trồng đào, trồng quất để phục vụ cho những cái ngày lễ Tết. Về cái cảnh và chúng ta đến đây, chúng ta sẽ trái là chúng ta về Mộ Lao. Đây là chúng ta đang chuẩn bị đi qua cái cầu Mộ Lao. Và ở Hà Đông bây giờ là phát triển rất là mạnh, có thể nói là một cái quận mà phát triển nhất ở của thủ đô Hà Nội vào cái thời điểm bây giờ. Bởi vì ngày xưa thì Hà Đông không thuộc Hà Nội, nhưng mà từ khi mà sáp nhập vào Hà Nội thì Hà Đông cái tốc độ phát triển chứng lại. Nếu mà như ngày xưa thì là tốc độ phát triển Hà Nội rất là mạnh, còn mạnh hơn bây giờ bà con cô bác ạ. Và ở khu đô thị này thì như bà con cô bác đang nhìn thấy là một số cái tòa nhà mà xây dựng ra. Đây là một cái khu mà gọi như là bày bán những cái mặt hàng của Hà Nội, mặt hàng làng nghề của Hà Nội. Bây giờ Minh Toàn xin mời bà con cô bác chúng ta rẽ trái để chúng ta về cái đường Nguyễn Văn Lộc ở Hà Đông. Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông bà con cô bác ạ. Thì đây là một trong những cái tuyến đường mà có thể nói là phát triển sầm uất nhất của nhất nhì của Hà Đông hiện tại. Bởi vì các cái nhà hàng cũng như là các cái quán mở ra rất là nhiều. Và một trong những con đường mà có thể nói là đường buôn bán của
quận Hà Đông. Như bên quý vị đang nhìn thấy, đấy là trụ sở của phường, Ủy ban Nhân dân phường Mũ Lao. Bên chỗ Mũ Lao này cũng canh Mũ Lao có các cái tòa nhà chung cư mọc lên rất là cao và đẹp. Và đất ở đường Nguyễn Văn Lộc này cũng thuê và cũng như là mua rất là đắt đỏ ở cái bà con của bác ạ. Để mà thuê một căn liền kề ở mặt đường Nguyễn Văn Lộc này thì giá không dưới 35 triệu một tháng đâu. Và bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta rẽ vào cái làng Việt Kiều một chút để chúng ta tham quan thêm, bởi vì ở đây cũng có một bà con cô bác xa quê mà lâu ngày muốn xem lại một số cái hình ảnh ở làng Việt Kiều. Quý vị và Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái làng Việt Kiều, trong làng Việt Kiều của châu Âu. Đây là làng Việt Kiều châu Âu. Và quý vị và các bạn cũng có thể thấy, nhìn thấy những cái biệt thự bây giờ đang xây dựng đây. Đợt trước cách đây khoảng 5-6 năm thì làng Việt Kiều này gồm những biệt thự mà bỏ hoang. Khoảng 2-3 năm đổ về đây thì lúc bất động sản nóng lại thì là làng Việt Kiều này mới là xây dựng hoàn thiện. Còn trước đây cũng là một cái làng Việt Kiều mà gồm những căn biệt thự rất là nhiều tiền mà bỏ bê và làm tốn rất là nhiều giấy mực của các cái báo chí. Ở đây Minh Toàn chia sẻ với quý vị và các bạn cũng như bà con cô bác là với một người đi khám phá chứ không phải là một người hướng dẫn viên du lịch. Thành ra là có cái gì trong cái quý, trong cái quá trình chia sẻ cũng rất mong bà con cô bác và quý vị cũng như các bạn là thông cảm dù Minh Toàn nhé. Làng Việt Kiều châu Âu thì nó nằm ở giữa hai con đường, đấy, đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Trần Phú Hà Đông. Trong này thì như Minh Toàn đang quan sát thì hầu như là đến 90-95% là đã có người ở các cái căn biệt thự rồi, chứ không phải như cách đây 5-6 năm đợt trước là nhà cứ bỏ hoang. Và trong này cũng có rất là nhiều cây xanh, rất là mát mẻ và còn của bác ạ. Trong này như bà con cô bác đang nhìn thấy là có nhiều người dân sinh sống, thành ra là các em nhỏ đang chơi đá bóng ở trên đường. Bởi vì là trong khu làng Việt Kiều này thì xe cộ lưu thông lại cũng không có mấy, thành ra là các em nhỏ thiếu sân chơi và đành đá bóng ở trên đường. Và giá thuê một cái căn biệt thự như ở trong làng Việt Kiều này thì cũng không phải là rẻ đâu bà con cô bác ạ. Cách đây khoảng 4 tháng Minh Toàn có thuê một căn biệt thự cho người bạn thì giá của nó cứ xem khoảng 32 đến 40 triệu như một căn biệt thự ở trong này. Và trong làng Việt Kiều châu Âu thì
Như bà con cô bác cũng có thể quan sát từng nay giờ cũng có thể thấy là trong làm việc kiểu châu Âu thì rất là nhiều công ty thuê để làm văn phòng, còn để mà dân tình mà ở trong làm việc kiểu này thì cũng không có nhiều. Nếu bà con cô bác nào mà ở xa quê lâu ngày mà muốn xem những cái hình ảnh hay những cái video nói về quê hương hay là về những ngôi nhà làng của mình thì rất mong quý bà con cô bác hay để lại comment ở dưới video. Nếu Minh Toàn có điều kiện, Minh Toàn sẽ đến quê hương của bà con cô bác để Minh Toàn quay lại những cái hình ảnh thân thương của quê hương quý bà con cô bác để gửi đến bà con cô bác. Và cũng rất mong bà con cô bác ủng hộ kênh của Đàm Minh Toàn bằng cách là chúng ta nhấn cái nút đăng ký. Đấy là một cái hành động mà bà con cô bác ủng hộ kênh Minh Toàn, giúp Minh Toàn ngày còn có nhiều video mới thú vị hơn để phục vụ bà con cô bác được chu đáo hơn. Và đấy cũng là một cái hành động để mà đón xem những cái video mới về các cái vùng miền, miền quê cũng như là giải trí hấp dẫn của đất nước con người Việt Nam chúng ta. Ở video ngày hôm nay, Minh Toàn xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị, bà con, cô bác trong những cái video tiếp theo.